muốn làm gì trời? Lên đồng. Thầy lên đồng hay sao mới được? Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đến với kênh Thanh Nhã TV nha mọi người. Mình là Nhã, đây là sau lưng là Nguyên Tem mình. Thì hôm nay có nhân vật lạ là chú Chí Khánh. Anh đem gì lạ lạ rồi đấy, nó được phòng sạch. Anh đem gì lạ lạ để đấy, cái nhà mình cho mọi người. Chó không thấy đâu. Giờ em ra mới thấy, quay biết bao nhiêu lâu rồi mà không có biết cái cách làm này nữa. Thấy cái gì chưa? Đây. Được không? Đây nha mọi người. Thấy cái gì không mọi người? Xu cấp ké nha. Thì hôm nay mình sẽ gửi đến mọi người một clip là mình đây, ở đây đi. Chó này trời, mắc cỡ nữa. Đây, cái ngực của chú Khánh. Con hổ này là lúc mình mới ra nghề là chú Khánh đưa cho mình test kim. Thì cái đường nét quằn quằn. Đúng rồi, nét của nó không có được đẹp mọi người. Thì bây giờ mình sẽ phối thêm chú Khánh là phối cái bách rau nhập cổ mọi người. Phối từ đây này, vòng tròn cho nó bon cái ngực luôn. Bon cái ngực luôn mọi người. Đây là chú Khánh này là chú Khánh chăm con chim nha. Cho nên là người đời gọi chú Khánh là Khánh chim. Chú Khánh nói con này là cỏ lửa nha mọi người. Cỏ lửa nha mọi người. Mình thấy là giống con chim. Cho nên là người đời gọi chú Khánh là chú Khánh chim. Đây mình sẽ bó gì đây nè, tròn ở đây nè mọi người. Đó, cho nó bon cái ngực luôn mọi người. Cho cái hình này nhìn nó được lại xíu. Cái hình này giờ mình càng sửa nó càng ấy. Lúc là tại vì mới ra ngày chú Khánh không cho mình test lên cho lên tay đó mọi người. Hy sinh á. Hy sinh cho mình. Đó, thì bây giờ mình sẽ phối lại chú Khánh. Thì hôm nay mình sẽ quay cái clip này cho mọi người xem. Tận xăm không? Dạ. Xăm cái gì? Ngửi đây. Phải không nha, không có khóc nha, cho giấu miệng không. Mấy nãy xong mà sợ đau. Thằng nào cũng kêu mũ tê vậy. Giống này nè. Mới mũ tê mà. Vậy, mới mũ tê bạn. Về xin lỗi chân thành, cái bông chưa dậm mà bạn nói chuyện với tôi. Bông nào? Bông chưa ngực đó. Sao vậy? Đau. Mày không cho. Mày không cho, giờ có xăm nữa nha. Xăm rồi. Cái dẻ lên thôi. Thì bây giờ mình với Danh sẽ thiết kế ngực cho chú Khánh. Hãy quay cho mọi người xem nha mọi người. Vô. Ok, bây giờ mình đi Danh sẽ thiết kế cái dòng ngực chú Khánh ngay ngồi thẳng lên như này, ngồi bình thường á, thả lỏng bình thường. Đúng rồi. Đúng rồi, anh nói đúng. Mình sẽ lấy từ trên đây đi. Rồi mấy chú Khánh muốn xong hình gì sẽ nói với em. Hôm nay mình làm con thí cho nó. Thôi vậy à, con thí à. Chứ con khỉ gì nữa. Làm da nhân tạo thôi. Ê. Đi đường đứt đó nhá, để dễ dễ nhá. Bo tròn luôn mà. Hơi chói nha mọi người. Hơi xa, hơi xa. Hơi xa. Đi hơi xa. Chưa từ từ đi anh. Em mua chậm một nát nha, đi cả đề nha mấy anh. Nát xe mà không biết nó có mua gồ gì không ta. Mua gồ gì? Nhưng còn đi khúc mình chống xăm kỳ nhông đi. Xăm kỳ nhông lên tới chỗ thắng rồi nha. Nói vô. Nó nhỏ rồi anh ơi. Ừ. Bắt cho nó dài ra ngoài tới cái đời. Cái miếng này luôn nè. Meo đó. Theo cái ngực meo đập. Nó nhìn. Tại vì con hổ của ông bự lắm mọi người cho nên là. Với lại cái tay nó bị lố ra ngoài nữa. Hổ vợ. Chắc cái tay nó bỏ đi. Không bỏ xuống mất rồi. Chiếc này trả hù đủ kia luôn nha. Chị mà chỉnh dài con tắt mốt rồi. Mí đó đó. Cháu qua đây mới được ghê coi. Ừ, qua đó quay qua. Không rồi. Đó. Không rồi. Cái này sao không bo cho tròn lại xíu vậy anh? Nó hơi méo rồi đó. Dạ, dở nách luôn nè. Đang quay nhìn nách tao chi vậy? Bo tròn xíu. À, từ đây này bắt nó dài luôn đây nè. Rồi đây nha. Thẳng tay xuống lại chút coi. Mày để bình thường đi cho nó dọn rồi đó. Mà để bình thường đi cho nhẹ nhàng thôi ta. Đâu còn xích ra ngoài dưới hả? Được rồi. Vậy được rồi. Xéo lên đây được rồi không? Không. Dú không? Nó bị vuông nè, anh thấy nó bị vuông không? Dú không bị hỏng. Lên tới nách á, tròn tròn nách luôn á. Mày đừng có ở nè. Mày để bình thường đi cho nó dễ dẻ. Bình thường á. À đây. Chứ bỏ anh nữa, nó xẹo quá. Vô đây mà, bắt vô đây nè. Ừ. Đó. Tròn vô rồi. Đây còn hơi bị bầu nha. Được rồi. Bầu ngay chỗ nào chỗ nãy hả?
gòn cái khúc này thì nó bầu xuống rồi lên hồi nhả canh lại thôi sửa sẵn đi rồi mình canh lại tôi canh luôn ra mình nó hại nhau quá cuốn dẻo đâu có tròn đâu cuốn dẻo vuông mà tròn tròn không bằng tại mình tròn nổi tròn chưa mình quay luôn đúng rồi tròn ở một cái này của nó xuống dài xuống nhiều dài không cần phải dựa vô nó đâu ngực tôi khác ngực ba Khánh mà nó mập hơn ngực tôi đâu hơn cái này nó như nó nằm đây cái này cứ ra ngoài đây nè đúng rồi bầu giữa thôi giữa thôi mẹ em dễ chơi không nhăn mặt thì nghe bay thì nói trời mới dễ thôi chứ chưa sao Dùm nổ à. Rồi. Quay đó nhìn thấy chồng không? Mọi người nhìn thấy chồng mọi người. Đấy, cái đây xíu nhưng mà mặt không tròn nha. Tròn rồi mọi người. Mặt không được vui nha. Đúng rồi, đúng tròn. Mặt này tâm lý lắm. Nhưng mà khá là tâm lý nha. Không sao, có tay, có tay. Cái đây đi. Cái đây là vô cái quận này luôn nè. Đúng không? À, anh bắt cái quận từ đây nè, bắt tròn qua đây nè. Rồi xong rồi bắt chồng vô nắm vú quá không chi vậy? Cho lên xích xích đây nè. Bắt cái quặng ngay đây nè. Cái quặng né nó ra luôn đúng không? Không. Né cái ngực ra luôn á, chứ này anh thấy cái ngực bị ấy không? Bị ngay cái ấy không? Thay vì nè, cái tròn này nè, cái trong cái phần tròn này nè, nó sẽ vô ngay đây luôn nè. Đúng rồi. Đúng không? Ừ. Đây. Được không? Em biết rồi chứ người ta, mấy anh ơi. Trăm mấy anh. Cái lòng cạo đi. Đấy, ừ. Đấy ngược vậy. Từ đây nè, kéo ngực qua kia. Không có cạo, tấm vú đâu rụng như tấm vú đâu cạo. Mình sẽ chơi về danh vẽ bắt rau nha. Đó. Chú Khách nha, cái này ta gọi là nhật cổ luôn rồi. Nhật cổ quá. Sao mà cái mặt nãy giờ cứ nhăn nhăn vậy đó, không biết vô chịu nổi hết cái hình này không nữa nha. Thì tới đâu hay tới đó nha mọi người, không hứa là sẽ hoàn thành luôn nguyên cái hình nha. Thì tới đâu sẽ hay tới đó. Vậy chung là vậy đấy. Tại phía sau mọi người, chú Khách không có định xăm nữa. Tại vì ông nói lớn tuổi rồi, xăm con cháu năm nãy. Nó chơi với chú Khách, ông nói là cái vợ của con rồi, xăm gì nữa. Nhưng mà mình thấy cái hình này nó đơn điệu quá mọi người. Kiểu như nó có cái này không nó bị trống nó không được đẹp á, lỏng lẻo cực kỳ. Cho nên là mình mới phối thêm mấy cái nhật cổ này vô cho nó nói tròn với ngực luôn, nhìn nó sẽ đẹp hơn nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình sẽ gấp máy gấp kim rồi vô sẽ làm Vũ Khánh nha. Lắm. Do là nãy giờ mình suy ngẫm rồi mọi người. Con cọp phải đi trên đá nha. Cho nên là mình vẽ mấy cái tảng đá nhật cổ vô nha mọi người. Chứ mà mấy cái cái này nhìn nó đơn điệu quá, nó được vô mod. Rồi, cái cũng đông dễ không vậy. Gì đó vô đây. Thôi ra luôn trời.
sẽ thực hiện cái màn chơi lộn ấy. Cho màn chơi không được cho hả? Màn chơi có một chuyện luôn đó nha. Màn chơi không được nha. Lộn thì mình sẽ thỏa thuật thực hiện cái thỏa thuật. Thỏa thuật là gì ba? Nghệ thuật, màn nghệ thuật. Những cái màn xăm này cho chú Khánh nè, màn xăm với mấy màn chơi nè. Cho nên là có một chuyện luôn á, nó giảm quá nha. Dạ. Chó là nhậu nha. Đây là giờ để bấm máy luôn nha mọi người. Nhưng quá vậy ta. Nghe máy kêu không? Máy này đâu kêu đâu nghe. Lấy để mình chỉnh cái kim một tắc hai nha mọi người. A đù. A đù. Vô té trong tim luôn. Tắc hai là có một chuyện luôn á. Đi nét mờ hết rồi nha mọi người. Đi sơ để mà hồng thành tô á. Đi nét hết rồi. Nè. Đó, nguyên ngực chú Khánh nè. Thì sau khi đi nét thì cảm nhận Nguyễn Khánh thế nào? Hay ghét ghét phê phê. Ghét ghét phê phê vậy. Chứ đâu có bị gì đâu không nè. Mấy cái này bình thường mà. Quỷ. Vừa ghét mắt tới mà mọi người. Rồi đưa tô mấy cái cục tròn này nè. Ghê lắm mọi người. Vô kẹt nách này là đa số là bỏ chạy. Kẹt nách rất là phê lắm. Kẹt nách là phê nhé. Mấy cái này là mình chỉ đi nét nó mờ thôi. Rồi xong rồi mình sẽ tô lại mọi người, cho nên là cái nét nó không phải là được no mực lắm. Cái kiểu như dạng đi mờ đó. Đi lơ với mọi người. Đi cho nó có cái hình thức để mình nhìn mình thấy được á. Do là mấy cái này nhỏ quá nên mình tô bằng kim này. Cảm nhận sao? Có khủng khí gì mà. Tự nhiên nói chuyện nó thất hợp. Mày quá à. Mày quýu hết trơn rồi. Cái tô này thì nói chuyện bình thường. Được. Không đi nét á. Không đi nét là thở xong nín thở rồi, khách xong phải nín thở rồi luôn. Đúng rồi. Như chú mà giật cái là cái nét nó bị lệch là xong luôn á. Rồi đỡ đúng rồi, đỡ thời ai vậy? Nó thời là tao mệt quá mày ơi. Ừ. Đi mình cái tròn nhỏ nên đi bằng kim nét luôn. Mấy tiếng ta? Tầm mấy tiếng ta? 2 tiếng rồi cả 2 tiếng á. 2 tiếng gặp là 1 giờ. Đây quay hẳn diện xuống cho mọi người xem nè. Ừ, nó là 3 giờ trời quay. Ồ, quá đẹp. Quá đẹp.
thì mình đi được như đây cho chú Khánh rồi nè đó mọi người. Còn còn cái này vòng lên tới trên đây nữa, cái này chắc cũng tầm 3 tiếng nữa, còn như đây nữa đó mọi người. Nhưng mà bây giờ chú Khánh đã bận rồi mọi người, chú Khánh phải đi bốc hàng đột xuất rồi, thì cho nên là chú Khánh quyết định là tạm dừng cuộc đây, tạm dừng cuộc chơi, tại vì lý do là đi bốc hàng nghe chứ không chịu đâu còn đường nữa nha mọi người. Này để mình lao sơ sơ cái nữa đi, nhầm nhò gì thấy không. Đó. Chỗ đau nhất chịu nổi, chỗ này hết đau. Dậm lên là nhìn ngầu liền á. Cái hình nó lên level liền. Đúng rồi, dậm lên là nhìn đẹp liền. Ok, thì bây giờ để mình sức kem dưỡng cho chú Khánh nha mọi người. Nói chung là được như đây thì như đây nha mọi người. Nãy mình cũng có nói rồi, tại vì chú Khánh bận nhiều công việc, cho nên có nhiều việc đột xuất đó, cho nên là không có biết được là khi nào xong. Cái này chắc đợt sau là sẽ xong nha mọi người. Mọi người mà ai mà muốn mình quay thêm cái đợt sau nữa thì comment để mình biết, để mốt mình có làm cho chú Khánh thì mình sẽ quay thêm cho mọi người xem tiếp nha mọi người. Rồi còn bây giờ thì mình sẽ kem dưỡng chú Khánh, cái mình xin kết thúc video tại đây luôn. Nếu mọi người hay bấm like đi cái kênh ủng hộ anh em mình nha. Còn bây giờ thì chào mọi người nha, bye bye. Bye bye.